Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với khóa học toán Soroban. Mình là Gấu Bự, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học này. Môn toán Soroban ngoài giúp chúng mình tính toán nhanh, còn giúp chúng mình trở nên thông minh, trí tuệ hơn đó các bạn nhỏ. Gấu Bự rất vui khi được đồng hành cùng các bạn nhỏ và quý phụ huynh trong khóa học này. Nào, chúng mình cùng bắt đầu bài học đầu tiên nhé. Bài học số 1 mang tên Hướng dẫn cho bố mẹ và quy ước để bố mẹ học cùng bé. Xin chào bố mẹ! Khóa học toán Soroban bao gồm 4 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Tại thời điểm này, bé đang ở cấp độ đầu tiên. Sau cấp độ này, bé có thể tự tin thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 một cách nhanh chóng. Để bé học hiệu quả cao nhất, Gấu Bự khuyến khích bố mẹ ngồi cùng và mỗi ngày học tối đa 30 phút để tiếp thu kiến thức hiệu quả. Khi bé chưa hiểu hoặc chưa thực hiện được các thao tác, bố mẹ hãy khuyến khích bé học lại trước khi sang bài mới nhé. Chương trình học toán Soroban yêu cầu luyện tập thường xuyên để có thể ảo tính, tức là tính toán không cần bàn tính. Vì vậy, Gấu Bự và bố mẹ hãy đồng hành cùng bé luyện tập hàng ngày nhé. Bố mẹ có thể thường xuyên hỏi bé, ví dụ như 2 cộng 1 bằng mấy? Gấu Bự cũng đã chuẩn bị các bài tập về nhà trong cuốn sách đi kèm nhé. Alex hy vọng rằng các bé sẽ thích thú khóa học và sau này các bé sẽ tính toán nhanh và thông minh hơn. Tiếp theo sẽ là bài học cho các bé. Giới thiệu bàn tính Soroban. Ở bài học này, Gấu sẽ giới thiệu cho các bạn cấu tạo của một bàn tính Soroban là như thế nào nhé. Các bạn đã có bàn tính trên tay chưa nào? Các bạn hãy đặt bàn tính ở trên bàn như thế này nhé. Đầu tiên, các bạn thấy xung quanh bàn tính được gọi là khung bàn tính. Trên bàn tính có rất nhiều cột, chúng ta gọi là giống. Còn đây là các hạt trên bàn tính. Các bạn có thấy các hạt màu đỏ trên bàn tính không? Người ta gọi đó là hạt đơn vị. Các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ đi từ phải qua trái. Đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn. Lại nhé, từ phải qua trái, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn. Ở mỗi giống, có 4 hạt ở dưới và 1 hạt ở trên. Ngăn cách nhau bởi một thanh giữa ở đây. Các bạn nhỏ hãy nhớ hình ảnh bàn tính, hàng đơn vị, hàng trăm, hàng ngàn nhé. Sau khi nhận biết được các thành phần của bàn tính, sau đây Gấu Bự sẽ giới thiệu một số thao tác trên bàn tính cho bé nha. Bài học này sẽ được sử dụng bàn tính rất nhiều. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa nào? Để bắt đầu, các bạn hãy đặt bàn tính lên bàn phẳng nhé. Trước khi thực hiện phép tính, hãy đưa bàn tính về số 0 nhé các bạn. Đây là số 0. Nếu muốn về số 0, các bạn hãy gạt nút ở trên nhé. Còn bây giờ, để thực hiện thao tác tính, hãy giơ tay phải lên nào. Nhớ là tay phải nhé. Đây là ngón cua, trông như càng cua nè. Đây là ngón trỏ. Các bạn hãy nhớ rằng, để đẩy hạt lên, chỉ dùng ngón cái. Để đẩy hạt xuống, chỉ dùng ngón trỏ. Chúng mình cùng thực hành nhé. Ngón cái. Để đẩy một hạt lên. Đúng rồi. Bạn làm tốt lắm. Ngón cái để đẩy hai hạt lên. Đúng rồi. Bạn giỏi quá. Để đẩy hạt xuống, phải dùng ngón gì nào? Đúng rồi, là ngón trỏ. Đẩy hai hạt xuống nào. Giỏi lắm, bạn làm rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đếm số từ 1 đến 99 nha.